Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh của Kiên Trung Audio. Và trong ngày hôm nay thì bên em lại giới thiệu với các bác một cái bộ phối ghép hoàn chỉnh trước mặt các bác là một cái cặp loa của hãng Yamaha, có cái model là Yamaha 1000 Ebony. Đây là cái phiên bản nâng cấp của cái cặp loa Yamaha NF1000 Monitor. Khi hãng Yamaha phát hành năm 1974, thì sau đó 4 năm thì hãng ra một cái phiên bản đặc biệt có cái tên gọi series là Yamaha 1000 Ebony. Đây chính là cái phiên bản nâng cấp của 1000M, hay còn gọi là 1000 Monitor. Cấu hình thì gồm một cái bát 30cm màng giấy gân vải, một con chung 20cm chung đo và một con chất đo 10cm. Đặc điểm của cái bản nâng cấp này ấy, cấu hình rồi phân tần thì nó là của 1000 Monitor. Tuy nhiên thì cái kích thước thùng cũng như cái trọng lượng thùng thì nó lại hơn hẳn cái dòng 1000 Monitor. Bởi lẽ phiên bản này cái thùng thì được làm bằng gỗ mun, các bác nhá, thùng làm bằng gỗ mun, nên cái trọng lượng của cái cặp loa này nó nặng hơn trọng lượng của 1000 Monitor là 7 kg. Con này là 8 kg, các bác nhá, con này là nặng 39 kg một chiếc, còn trong khi đó thì 1000 Monitor chỉ có nặng 31 kg. Chiều cao là 71, chiều rộng là 39,5 và chiều sâu là 35 mét. Đặc biệt là con này thì lại có một cái ê căng ở phía trước, còn dòng monitor là không có, các bác nhé. Đây cái ê căng của nó đây, rất là đẹp, màu nâu luôn đó. Rất là đẹp luôn các bác nhé. Căng này là căng bằng cái ống thép nên rất là chắc chắn luôn. Và bản này thì họ thiết kế cực kỳ là đẹp mắt luôn. Ebony chính là tên gọi của cái dòng gỗ mun, các bác nhá. Đây, các bác nhìn này, tất cả các mặt loa này, cái mặt loa họ làm phào chỉ rất là đẹp luôn. Đó. Cấu hình thì y chang của 1000 Monitor rồi. Một con chép đom này, vẫn còn long lanh 7 màu của cái núm này, của cái mũi này. Rồi cái chung 20cm này cũng vậy các bác nhá, hai tinh chỉnh cho hai giải mít và giải chép. Gỗ mun mà khi họ sản xuất lên thì nó rất là bóng các bác nhá, nó bóng như là piano luôn, mặc dù đây là không phải là piano, thế nhưng mà cái gỗ, bản chất cái gỗ này các bác nhìn này cực kỳ là đẹp luôn, nặng hơn cái phiên bản 1000M là 8 kg. Công suất thì cũng vậy, công suất 100W trở kháng 8 ohm, loa về trong tình trạng zin nguyên bản và đẹp xuất sắc luôn. Em sẽ quay một vòng để cho các bác xem, ngắm nhìn hai chiếc này đẹp như nhau, gần vải kiềng đẹp, tất cả các phào chỉ họ làm cực kỳ là nét và cực kỳ là sang trọng luôn, rất kỹ nha các bác nhìn này, tất cả những cái góc cạnh mà họ đi cái trường chỉ phào này cực kỳ đẹp luôn, nó nét rất là khôn luôn. Cái phiên bản này thì so với cái giá trị của phiên bản 1000 Monitor khi họ phát hành ra thì cặp này thì nó có cái tiền yên là cao gấp rưỡi luôn, nó khoảng 150.000 yên một chiếc này, trong khi đó cái phiên bản 1000M là chỉ có 100.000 yên trong một chiếc thôi. Hiện tại thì em đang phối ghép với một cái con âm ly đình đám của Pioneer. Đây là cũng là cái dòng hết dòng hết số của cái dòng âm ly của Pioneer, có cái model là Pioneer A90D, chạy 12 sò, công suất là 365W, hai hồi gỗ cực kỳ đẹp luôn, hồi gỗ piano này bóng nhẫy luôn, mặt gương móng nhẫy luôn và có cái chỉ vàng. Đó, các bác nhìn xem rất là đẹp luôn. Em xin báo giá luôn,
cặp loa Yamaha NF 1000 Ebony. Thì Sốc Kiên Trung đang giao lưu với các bác với cái giá chỉ có 15 triệu đồng thôi, 15 triệu đồng cho cặp loa Ebony 1000 của Yamaha. Đây là phiên bản đặc biệt mà rất ít khi có trên thị trường. Còn các cái phiên bản 1000 thì rất nhiều. Tuy nhiên thì cái phiên bản này là phiên bản hạn chế nên là rất ít khi có trên thị trường. 15 triệu đồng cho Yamaha 1000 Ebony phiên bản nâng cấp của 1000M. Phân tần rồi các tuyến loa là giống nhau, chỉ có khác nhau là cái thùng này thì như em nói là thùng này thì họ lại làm bằng cái gỗ mun các bác nhá. Và cái gỗ này làm rất là dày dặn và cân nặng của nó là nặng hơn cái phiên bản cũ là 8kg một chiếc, rất là nặng luôn. Và con âm ly Pioneer A90D, dòng này thì là hết dòng hết số rồi, đánh cực khỏe luôn, đánh 12 sổ đây, hai nguồn độc lập, hai tụ to như hai lon bia luôn, rất là đẹp các bác nhá. Hiện tại giá tại Sốc Kiên Trung cho cái phiên bản A90D này thì em đang bán giao lưu với các bác với cái giá 17 triệu đồng các bác nhá, 17 triệu đồng cho con âm ly này, 15 triệu đồng cho cặp loa. Phối ghép của cái con âm ly này vào cái dòng Yamaha này thì nghe rất là nảy luôn các bác nhá, tiếng rất chắc. Rất hay, các bác có thể vừa nghe nhạc vừa hát karaoke với dòng Yamaha này, hát rất là hay luôn. Em đảm bảo là nếu các bác muốn hát thì bên em sẽ có kỹ thuật viên lắp đặt và chỉnh để cho làm sao cái hát cái con 1000M này được nó bền bỉ. Em đảm bảo là hát được và hát rất hay cho các bác nhé. Em nói thêm về con âm ly A90D thì nó có hai cổng quang các bác nhé, nó có hai cổng quang giải mã DAC, chạy 12 sò rồi nhưng mà có hai cổng quang nữa, thế nên là rất là tiện lợi khi các bác kết nối với cái smart TV của nhà gia đình nhà mình. 17 triệu đồng cho con âm ly và 15 triệu đồng cho cặp loa. Các bác nào quan tâm thì liên hệ với Kiên Trung theo số điện thoại đang chạy trên màn hình, kết bạn Zalo, bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác. Video của ngày hôm nay Sốc em xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn các bác đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.